chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Bắc Ninh tìm giải pháp giải ngân vốn đầu tư công. Gần 80 tỷ đồng nguồn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp ở tỉnh Hưng Yên, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế. Lan tỏa niềm yêu thích môn lịch sử cho học sinh ở Thái Bình. Thưa quý vị và các bạn, mới đây tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức lễ công bố triển khai hóa đơn tiền điện ứng dụng QR code. Đây là sự kiện đánh dấu quá trình tiếp tục ứng dụng các công nghệ, giải pháp mới để mang lại sự thuận lợi nhất cho khách hàng sử dụng điện trên cả nước. Từ tháng 1 năm 2021, EVN sẽ triển khai ứng dụng QR code theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Nhà nước cho tất cả các khách hàng sử dụng điện. Mỗi khách hàng sẽ có một mã QR code của mình. Mã này sẽ gắn liền với mỗi khách hàng, được áp dụng trên toàn bộ hồ sơ khách hàng, trên hóa đơn tiền điện và thông báo tiền điện. Khách hàng cũng không cần phải nhớ mã số khách hàng khi thực hiện các giao dịch với EVN. Đồng thời, việc thanh toán cho các dịch vụ điện năng của khách hàng trở nên đơn giản hơn, thuận tiện hơn. Khi thực hiện thanh toán, khách hàng chỉ cần quét mã QR và nhập số tiền. Giao dịch thanh toán sẽ hoàn thành nhanh chóng mà không cần khai báo thông tin người dùng. Bên cạnh đó, khách hàng có thể lưu trữ thông tin thanh toán trên điện thoại di động cá nhân, thanh toán tiền điện mọi lúc, mọi nơi chỉ với một thao tác là quét mã QR code. Ngày 10 tháng 12, trong phiên thảo luận tại hội trường, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã trao đổi nhiều nội dung liên quan đến mục tiêu nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế năm 2021, đặc biệt là nội dung liên quan đến việc giải ngân vốn đầu tư công. Tính đến tháng 11 năm 2020, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cấp tỉnh của Bắc Ninh đạt trên 80%, tỷ lệ giải ngân cấp huyện đạt gần 75% và cấp xã là 80% và được đánh giá là một trong những tỉnh có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công dẫn đầu cả nước. Tại phiên họp, các đại biểu đã chỉ ra những nguyên nhân khiến một số công trình trọng điểm như cầu Phật Tích Đại Đồng Thành, nút giao Tây Nam chậm tiến độ. Cái thứ nhất là đề nghị các sở ngành cũng như các đơn vị chủ đầu tư, chúng ta lựa chọn làm sao ngay từ đơn vị tư vấn phải chất lượng cao, sau đó là đến những cái đơn vị thi công cầu Phật Tích Đại Đồng Thành thể hiện một cái là đơn vị tư vấn là kém báo cáo thì như vậy. Do vậy cái này thì người ta như vậy, còn lại thì tiền là tất cả công trình trọng điểm là sở ngành đầu tư đều bố trí đầy đủ để thực hiện. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Trung yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cần tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh để có những giải pháp nhằm tháo gỡ trong công tác giải ngân vốn đầu tư công. Cũng tại phiên thảo luận, các đại biểu cho rằng Bắc Ninh cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư để thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Chính phủ đã đồng ý với kiến nghị của Bộ Giao thông Vận tải về việc gia hạn thời gian hoàn thành dự án đến tháng 3 năm 2021 và thời hạn rút vốn của Hiệp định vay bổ sung trị giá 1,598 tỷ nhân dân tệ. Đồng thời giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan liên quan triển khai các thủ tục gia hạn theo quy định. Trước đó, Ban Quản lý Dự án Đường sắt Đô thị Cát Linh - Hà Đông ấn định thời gian vận hành thử toàn tuyến kéo dài từ 12 tháng 12 đến 31 tháng 12. Trong quá trình chạy thử, các đơn vị tổng thầu, tư vấn sẽ đánh giá, kiểm chứng mức độ an toàn, chính xác của hệ thống, đồng thời tổ chức diễn tập các tình huống ứng phó khẩn cấp, nghiệm thu bảo vệ môi trường, hệ thống phòng cháy chữa cháy. Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông sẽ được tư vấn ACT của Pháp đánh giá, chứng nhận an toàn độc lập. Giai đoạn vận hành thử toàn hệ thống 20 ngày cũng có sự theo dõi của hội đồng nghiệm thu nhà nước. Trong quá trình vận hành thử, tổng thầu sẽ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục cần sửa chữa trên toàn tuyến như các đoạn đường ray trong khu depot. Thời gian qua, toàn tỉnh Hưng Yên đã có gần 1.850 hội viên nông dân được hỗ trợ vay vốn từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân cấp trung ương, tỉnh và huyện với tổng số tiền là gần 80 tỷ đồng. Là một trong 10 hộ nằm trong dự án nuôi gà thương phẩm, năm 2018, bà Nguyễn Thị Nguyệt, thôn Phả Lê, xã Việt Hương, huyện Văn Lâm được hỗ trợ vay 50 triệu đồng từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân cấp tỉnh để phát triển sản xuất, nhờ có vốn để tăng số lượng đàn vật nuôi. Chỉ tính riêng dịp Tết Tân Sửu năm nay, gia đình bà Nguyệt cung cấp ra thị trường ước trên 2 tấn gà thương phẩm. Số 50 triệu này chúng tôi phát triển kinh tế gia đình là một năm tôi cũng có thu nhập, tôi mua cám, mua giống, thế rồi thuốc men sử dụng vào để nuôi gà. Năm 2019, Hợp tác xã Cây Ăn Quả, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ được thành lập với quy mô hơn 30 ha, trong đó chủ lực là cây cam đường canh với diện tích hơn 20 ha. Nắm được tâm tư nguyện vọng của một số thành viên đang khó khăn về đồng vốn, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã tạo điều kiện để ba thành viên trong hợp tác xã tiếp cận
với nguồn vay vốn ưu đãi của Quỹ hỗ trợ nông dân cấp Trung ương với tổng số tiền 150 triệu đồng. Dù số tiền được vay vốn không nhiều, nhưng đây là động lực cùng với nguồn vốn của gia đình giúp các thành viên yên tâm đầu tư sản xuất. Nguồn vốn của hội nông dân này được ưu đãi hơn, thời hạn nó sẽ dài hơn, lãi suất nó giảm hơn so với các nguồn vốn khác. Chúng tôi chọn ra những cái mô hình mà các cái hộ gia đình mà có cái nhu cầu vay vốn cao, cũng như là các cái hộ gia đình có cái khả năng để xây dựng các cái mô hình kinh tế tập thể có thể liên kết lại với nhau để thành lập các cái mô hình chi tổ hội nghề nghiệp, tổ hợp tác hoặc là hợp tác xã. Chúng tôi phối hợp với các cái doanh nghiệp, các cái công ty, các cái đơn vị, các ngành chức năng để tổ chức các cái hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật, tổ chức các cái hoạt động dạy nghề và thực hiện cái hỗ trợ phân bón theo cái hình thức trả chậm. Chúng tôi thường xuyên tổ chức các cái đoàn kiểm tra cái hoạt động sử dụng vốn vay. Chính vì vậy không có dự án nào bị chiếm dụng vốn cũng như là có cái lợi quá hạn xảy ra. Từ nguồn vốn này có nhiều mô hình cho hiệu quả kinh tế cao như dự án cải tạo vườn nhãn tại xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ, dự án trồng cam phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, dự án nuôi cá nước ngọt thương phẩm xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào, dự án trồng hoa xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, dự án trồng cây dược liệu cúc hoa cà gai leo xã Hùng An, huyện Kim Động đã trở thành những mô hình điển hình của tổ chức hội nông dân trong tỉnh. Theo ngành nông nghiệp huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, hiện nay trên địa bàn huyện có khoảng 30% số lượng nông sản được tiêu thụ thông qua liên kết hợp đồng với cơ sở thu mua các doanh nghiệp. Số lượng nông sản còn lại cũng được các cơ sở thu mua, các doanh nghiệp hộ kinh doanh đầu tư vốn sản xuất và bao tiêu sản phẩm đầu ra. Vì tình trạng tồn đọng hàng hóa tại khu sản xuất rất ít xảy ra. Với việc triển khai hỗ trợ hình thành các chuỗi liên kết giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm đối với hợp tác xã và doanh nghiệp trên địa bàn, huyện Đơn Dương đã thẩm định 6 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của xã Đạ Ròn, Lạc Lâm, Pró, Lạc Xuân, Tu Cha và Quảng Lập. Qua đó, trong năm 2020, phát triển thêm 3 hợp tác xã, nâng tổng hợp tác xã trên toàn huyện là 32 hợp tác xã. Từ những liên kết này góp phần nâng cao giá trị nông sản của địa phương, tăng thu nhập cho người dân. Bên cạnh đó, các cơ sở thu mua, doanh nghiệp thu mua nông sản cũng đã dần hình thành việc mua bán nông sản theo phương thức ký kết các hợp đồng sản xuất tiêu thụ nông sản theo hình thức trả trước với giá cố định, cũng tạo điều kiện cho nông dân tránh thua lỗ, thất thoát khi giá thành lên xuống thất thường. Riêng đối với lĩnh vực chăn nuôi bò sữa, địa phương cũng tập trung xây dựng liên kết theo chuỗi giá trị, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm sữa tươi nguyên liệu theo hình thức các doanh nghiệp sản xuất và chế biến sữa ký hợp đồng trực tiếp với từng hộ chăn nuôi hoặc thông qua các hợp tác xã chăn nuôi bò sữa. Từ đó, có gần 100% các hộ chăn nuôi bò sữa được ký kết hợp đồng tiêu thụ sữa tươi nguyên liệu ổn định. Thưa quý vị và các bạn, theo thông báo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cán bộ công chức viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội nghỉ Tết Nguyên đán 2021 là 7 ngày. Cụ thể, sau ngày mùng 2 và ngày mùng 3 Tết, tức ngày 13-14 tháng 2 năm 2021 dương lịch, trùng vào thứ Bảy và Chủ nhật là ngày nghỉ hàng tuần, công chức viên chức sẽ nghỉ bù vào ngày mùng 4 và mùng 5 Tết, tức ngày 15-16 tháng 2 năm 2021 dương lịch. Như vậy, dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2021, công chức viên chức nghỉ liền 7 ngày liên tục, từ thứ Tư ngày 10 tháng 2 năm 2021 đến hết thứ Ba ngày 16 tháng 2. Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết, từ ngày 12 tháng 12 năm 2020 sẽ tăng tần suất tàu khách tuyến Hà Nội-Hải Phòng để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Cụ thể, từ ngày 12 tháng 12 năm 2020, tổ chức chạy hàng ngày đôi tàu HP1-HP2 Hà Nội-Hải Phòng và ngược lại, thay vì chỉ chạy các ngày cuối tuần như hiện nay. Như vậy, trên tuyến Hà Nội-Hải Phòng hàng ngày sẽ chạy thường xuyên 4 đôi tàu HP1-HP2, LP2-LP3, LP5-LP6, LP7-LP8. Trước đó, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội công bố áp dụng chương trình giảm giá vé tàu 50% trong tháng 12 đối với một số loại chỗ trên các tuyến. Trong đó, tàu Hà Nội-Hải Phòng sau khi giảm giá vé chỉ từ 33.000 đồng một vé, áp dụng khi mua vé trước ngày tàu chạy 3 ngày. Cô giáo Phạm Hồng Lê có gần 20 năm gắn bó với môn lịch sử. Cô luôn tìm tòi đổi mới phương pháp dạy học. Cô là một trong những giảng viên đầu tiên của tỉnh Thái Bình thành công với phương pháp dạy học trải nghiệm thực tế, đưa di sản và di tích lịch sử địa phương vào giảng dạy, giúp học sinh hứng thú hơn với môn lịch sử, đồng thời hiểu hơn về mỗi di tích trên quê hương mình. Sau nhiều năm nghiên cứu,
Năm 2014, cô Phạm Hồng Lê, trường tiểu học và trung học cơ sở Kỳ Đồng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đã đưa di sản, di tích lịch sử địa phương vào trong các bài giảng của mình bằng hình thức trải nghiệm thực tế. Thời gian đầu cô đã tự bỏ kinh phí, tổ chức cho học sinh đi trải nghiệm một số di tích ở địa phương, tạo cho các em sự bất ngờ và hứng thú với môn lịch sử. Em học tiết của cô lên em thấy thú vị hơn, cô cho đi trải nghiệm và em cũng thấy gần gũi với lịch sử hơn, cô dạy dễ hiểu. Trước kia khi học lịch sử thì em cảm thấy rất là khó khăn, rất là khó nhớ, nhưng mà với cách giảng dạy của cô Lê thì em cảm thấy là dễ học hơn và tiếp thu hơn, bởi vì nó được gắn liền với các di tích lịch sử gần gũi, không phải ở trong sách vở nên là tiếp thu tốt hơn. Với phương pháp giảng dạy của cô giáo Phạm Hồng Lê, học sinh không chỉ đơn thuần là tiếp nhận kiến thức mà còn được hóa thân thành chính các nhân vật lịch sử, được tham quan di tích lịch sử gắn liền với kiến thức bài học. Chính vì vậy, bộ môn vốn được coi là khó là khổ nay đã trở nên gần gũi hơn. Một trong những cái đóng góp quan trọng nhất đó là cái tổ chức dạy học gắn liền với di sản, và cô đã được phòng giáo dục, sở giáo dục và huyện tỉnh mới trưng dụng tổ chức rất nhiều cái chuyên đề ở cấp huyện, cấp tỉnh. Không chỉ vận dụng sáng tạo hình thức dạy học qua di sản, di tích lịch sử của địa phương, cô Phạm Hồng Lê còn lập fanpage Em yêu lịch sử Việt Nam để lưu trữ hoạt động dạy học, trở thành diễn đàn chung của thầy cô, học sinh và phụ huynh trên địa bàn tỉnh. Trên quê hương Thái Bình thì có rất nhiều những cái di sản và di tích lịch sử địa phương mà nhiều giáo viên lịch sử, trong đó có bản thân tôi, một thời gian đã bị lãng quên. Vì vậy mà tôi trăn trở làm sao là phải đưa cái di tích lịch sử và những cái di sản văn hóa địa phương đó vào giảng dạy. Với những sáng tạo trong đổi mới phương pháp dạy học, nhiều năm qua cô Phạm Hồng Lê đã nhận được nhiều giải cao trong các hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật. Cô cũng là một trong những điển hình của phong trào thi đua dạy tốt học tốt. Phương pháp dạy học của cô Lê là mô hình được nhiều nhà trường tại Thái Bình học hỏi và nhân rộng. Đối với các địa phương, song song với việc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống thu nhập cho người dân, đó là thực hiện hiệu quả các biện pháp xử lý gìn giữ vệ sinh môi trường. Đây luôn là vấn đề khó đối với hầu hết các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Nhưng tại huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, những năm qua đã có nhiều cách làm linh hoạt, hiệu quả, góp phần cải thiện rõ nét môi trường nông thôn nơi đây. Nếu như việc phân loại xử lý rác thải tại nguồn ở nhiều nơi còn gặp khó khăn vì không có sự tham gia nhiệt tình của người dân, thì tại xã Hùng An có điều ngược lại, hiệu quả, sạch sẽ, tiện lợi, lại tận dụng rác thải hữu cơ ủ mục để làm phân bón là những cảm nhận của người dân khi được cấp phát thùng tham gia mô hình. Để thực hiện lâu dài và đạt được kết quả cao, cán bộ chuyên môn của huyện xã thường xuyên đến từng gia đình để hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện. Đồng thời, xã Hùng An cũng trích ngân sách mỗi năm mua từ 400 đến 500 gói chế phẩm phát miễn phí cho người dân. Trước đây thì rác thải của địa phương mà gia đình nhà chúng tôi thì cũng một tuần phải có mấy cái túi, rất là nhiều. Thế nhưng từ khi cấp được cái thùng này thì các cái rác thải của rau rồi hoa quả là chúng tôi vứt vào cái thùng đó. Thế cho nên là cứ mỗi một tuần dọn vệ sinh là các gia đình là thực hiện có khi chỉ có một cái túi nhỏ nhỏ thôi. Về cái môi trường của địa phương thì chúng tôi cảm thấy là xanh sạch đẹp hơn. Ở huyện Kim Động, hoạt động của các tổ hợp tác xã về vệ sinh môi trường đóng vai trò tích cực bởi họ không dừng lại ở việc quét dọn, thu gom rác thải theo lịch, mà các thành viên còn là những tuyên truyền viên tích cực để huy động nhân dân cùng tham gia. Mỗi gia đình, mỗi ngõ xóm đều nâng cao ý thức vì môi trường chung. Nhân dân toàn thể trong thôn cũng đã đóng góp được rất nhiều ngày công để mà vệ sinh môi trường nói chung. Mọi người đều chỉ bảo nhau, bảo ban nhau và cũng như là ý thức của mỗi nhà và đã phân loại được rác thải và cũng như làm sạch, xanh sạch đẹp vệ sinh môi trường của thôn. Chương trình cái công tác vệ sinh môi trường thì nói chung là chúng tôi tuyên truyền, ý thức người dân đã được thay đổi rõ rệt, bởi vì là cái vệ sinh môi trường bây giờ nó rất quan trọng, nó là cái ảnh hưởng thực tế đến cuộc sống hàng ngày của người dân, cho nên là công tác vệ sinh là công tác cơ bản mà đảm bảo tốt thì đời sống sẽ được nâng lên. Trong khi hơn một năm nay nhiều bãi rác trên địa bàn tỉnh quá tải, thì 23 bãi chôn lấp rác thải và một điểm tập kết trung chuyển tại huyện Kim Động không có tình trạng này. Đối với các bãi rác chôn lấp, địa phương tổ chức phun chế phẩm, san gạt, đào trộn để nâng cao khả năng tiếp nhận rác. Bằng sự chung tay của cả hệ thống chính trị và thực hiện đồng bộ các giải pháp xử lý giữ gìn vệ sinh môi trường, huyện Kim Động
xử lý được tình trạng rác thải tràn lan ra môi trường mà nhiều địa phương còn đang gặp khó khăn. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường phố trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, 27 đường phố đề nghị đặt tên mới. Theo đó, 27 đường phố đề nghị đặt tên mới, trong đó có 10 đường phố mang tên địa danh và tên khác, 17 đường phố mang tên danh nhân, 3 phố điều chỉnh độ dài của 11 quận, huyện, thị xã, gồm phố Hạ Yên Quyết, phố Nguyễn Thị Tuệ, quận Cầu Giấy, phố Hồ Văn Chương, phố Nguyễn Hy Quan, quận Đống Đa, phố Phú La, phố Hoàng Côn, phố Hoàng Tôn Hòa, quận Hà Đông, phố Nguyễn Văn Chánh, phố Bùi Quốc Khái, phố Đạm Vương, phố Nam Sơn, phố Văn Tân, quận Hoàng Mai, phố Phú Hữu, phố Hoàng Minh Đạo, phố Phạm Khắc Quảng, phố Nguyễn Thời Trung, quận Long Biên, phố Hà Kế Tấn, quận Thanh Xuân, đường Mỹ Trung, thị xã Sơn Tây, đường Đông Hưng, đường Vũ Lâm, huyện Ba Vì, đường Đặng Công Chất, đường Giáp Hải, đường Lý Thánh Tông, huyện Gia Lâm, phố Thượng Phúc, phố Nguyễn Phi Khanh, huyện Thường Tín. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình với những thông tin đáng chú ý khác. Một trong những mục tiêu được chính phủ đưa ra trong chương trình tiết kiệm chống lãng phí năm 2021 sẽ ban hành trong thời gian tới là việc yêu cầu các bộ ngành địa phương nâng cao hiệu quả sử dụng nhà ở công vụ. Thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích giao cho quan chức, cựu quan chức sử dụng không đúng tiêu chuẩn hoặc hết thời hạn được sử dụng nhà ở công vụ theo quy định. Đồng thời yêu cầu bộ ngành địa phương thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định, bảo đảm tiết kiệm hiệu quả, hạn chế mua sắm ô tô và các trang thiết bị đắt tiền trừ xe chuyên dụng. Trong quản lý sử dụng kinh phí chi thường xuyên, chính phủ yêu cầu hạn chế tối đa chi đi công tác nước ngoài, tổ chức hội họp tọa đàm. Sáng ngày 12 tháng 12, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội, CDC Hà Nội, chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo. Đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị mức án đối với bị cáo Nguyễn Nhật Cảm, nguyên giám đốc CDC Hà Nội từ 10 đến 11 năm tù, bị cáo Nguyễn Vũ Hà Thanh, nguyên trưởng phòng tài chính kế toán CDC Hà Nội và bị cáo Đào Thế Vinh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vật tư khoa học và thương mại Việt Nam, MST từ 7 đến 8 năm tù, các bị cáo còn lại bị đề nghị từ 2 đến 7 năm tù về cùng tội, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Đại diện Viện Kiểm sát xác định, qua các tài liệu chứng cứ đã thu thập được trong quá trình điều tra và kết quả xét hỏi công khai tại phiên tòa, cho thấy cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố đối với các bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước trong lĩnh vực đấu thầu, mà cụ thể trong vụ án này là xâm phạm công tác quản lý hoạt động đấu thầu dự án mua bán thiết bị y tế, phòng chống dịch của nhà nước. Hành vi phạm tội của các bị cáo đã làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của các lực lượng y bác sĩ và các cá nhân đơn vị đang trực tiếp phòng chống dịch bệnh COVID-19 gây bức xúc trong dư luận xã hội. Thời gian qua, tình hình vi phạm luật lâm nghiệp trên địa bàn huyện Đam Rông diễn biến phức tạp. Toàn huyện xảy ra 125 vụ phá rừng, diện tích thiệt hại hơn 16 ha, số lượng gỗ thiệt hại là 378 mét khối. Điều đáng nói, chỉ có 31 trên 125 số vụ vi phạm xác minh được đối tượng. Trong 31 vụ vi phạm, cơ quan chức năng xác định có 32 đối tượng trực tiếp tham gia xâm hại rừng. Hạt kiểm lâm huyện Đam Rông cho biết, việc chỉ có 31 vụ phá rừng xác minh được đối tượng là quá ít so với thực tế. Ngoài các nguyên nhân diện tích rừng lớn, địa hình chia cắt phức tạp và số lượng cư dân sống gần rừng nhiều, thì hiện trên địa bàn huyện Đam Rông còn manh nha một số đối tượng chuyên thực hiện các vụ xâm hại rừng để chiếm đất và lâm sản. Các đối tượng thuộc diện này thường có nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm qua mặt các cơ quan chức năng. Trước thực trạng này, chính quyền huyện Đam Rông đang yêu cầu hạt kiểm lâm các ban quản lý rừng Serepok, ban quản lý rừng Phi Liêng tăng cường công tác tuần tra bảo vệ rừng. Mặt khác, khi phát hiện các vụ việc xâm hại rừng, cần phối hợp với các cơ quan công an tập trung đẩy mạnh công tác điều tra, xác minh các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.